sộ tin Lâm Khánh Chi bị chồng trẻ cắm sừng, danh tính cô đào cải lương từng muốn cưới nam ca sĩ. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi dọn về nhà mẹ đẻ sinh sống, còn ông xã Phi Hùng ở nhà của hai vợ chồng. Cô cho biết sức khỏe mình rất yếu, hiện đang phải chuyển nước biển sau biến cố vừa qua. Vợ chồng của Lâm Khánh Chi được cho là trục trặc hôn nhân khi mới đây ca sĩ chuyển giới đã mượn lời bài hát để bày tỏ tâm sự của mình. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xung vầy. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chồng trẻ kém 8 tuổi Nguyễn Phi Hùng đang gặp trục trặc. Xem lại lịch sử chỉnh sửa của Lâm Khánh Chi, công chúng còn bất ngờ hơn nữa khi cô đề cập đến chuyện dọn về nhà ba mẹ đẻ để sống. Người đẹp chuyển giới chia sẻ, có lẽ em và anh chia tay nhau sẽ đẹp hơn nếu ta xung vầy. Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ đây. Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2020 chia sẻ với truyền thông, Lâm Khánh Chi cho hay, từ qua cho đến nay, nhiều người đã liên lạc với tôi để hỏi chuyện riêng, nhưng tôi mệt nên không muốn trả lời, cũng không muốn nói nhiều về chuyện riêng của mình. Tôi chỉ chia sẻ một điều, đúng là tôi vừa mới dọn về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Vài ngày nữa khỏe hơn, tôi sẽ chủ động kể hết câu chuyện của hai vợ chồng và chia sẻ lý do tôi về nhà bố mẹ ruột một mình vào lúc này. Tôi và anh Hùng tạm thời không sống chung nữa. Anh Hùng vẫn ở lại nhà cũ của chúng tôi để trông coi shop thời trang và mỹ phẩm. Tôi đang rất buồn và mệt nên không muốn nói gì nữa đâu. Nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ thêm, cô đã bị sốc thuốc do bị uống thuốc giảm đau quá nhiều. Loại thuốc này chỉ được uống khi no, nhưng vào cuối tuần vừa qua, Lâm Khánh Chi đã uống vào lúc chưa ăn gì, dẫn đến co giật, chân tay bủn rủn và không thể nào thở được. Cô cho biết hiện tại sức khỏe của mình vẫn còn rất yếu, phải chuyển nước biển. Hồi tháng 1 năm 2020, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã còn quấn quýt mặn nồng. Họ đã tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới kết hợp với lễ thành hôn hoành tráng cho 10 cặp trong cộng đồng LGBT vào ngày 11 tháng 1 năm 2020. Trong sự kiện này, Lâm Khánh Chi đã gặp lại người yêu cũ, nhưng ông xã không hề ghen mà ủng hộ vợ tổ chức đám cưới cho tình cũ. Hôn nhân đổ vỡ là chuyện xảy ra giữa rất nhiều cặp đôi trong thời gian gần đây. Nhiều người đồn đoán rằng Lâm Khánh Chi đã bị cắm sừng giống như là kiều nữ Ellie Trần đã từng dính vào tin đồn này trước đây. Chắc lại là chồng trẻ cắm sừng đấy mà. Hồi lên vợ chồng son còn nói không cho chồng đụng vào người. Giờ nó kiếm con khác rồi thì lại đi chuyền nước rồi lại đau khổ. Đôi nào cứ lên vợ chồng son xong thì lại chia tay ấy nhỉ. Đó là một lời bình luận nhận được rất nhiều lượt like trên mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều fan hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng. Sao vậy chị ơi? Chuyện gì vậy công chúa? Đừng nói chia tay nha. Xin đừng làm fan lo lắng người đẹp ơi. Có gì mình nói chuyện từ từ chị ơi. Ca sĩ chuyển giới từng hạnh phúc chia sẻ chồng trẻ rất hiền và luôn luôn yêu chiều cô. Tổ ấm của họ trọn vẹn khi có thành viên mới, đó chính là bé Thiên Long vào cuối năm 2018. Nhóc tì chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan. Lâm Khánh Chi, tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, từng là ca sĩ được yêu thích những năm 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính, lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh. Đầu năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi. Chồng cô có tên là Phi Hùng, sinh năm 1985, quê gốc Nam Định và kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Họ làm đám cưới vào cuối năm 2017. Thời gian vừa qua, cả hai đã thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 vừa qua, ông xã Lâm Khánh Chi cũng đã chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai. Trong khoảng thời gian hai vợ chồng yêu nhau có đưa nhau đi Thái, rồi sắm một cặp nhẫn bằng inox giá khoảng 100.000 đồng và đeo đến khi cưới. Lâm Khánh Chi cũng thừa nhận cặp nhẫn cưới là đồ giả. Thực sự, hai người quen nhau mới hơn 1.5 năm mới đi Thái chơi. Lúc đó kinh tế khó khăn nên cả hai vợ chồng đã mua cặp nhẫn này và xem như là nhẫn cưới, đeo luôn đến khi cưới và mới chỉ thay đổi 6 tháng gần đây. Hiện tại, cặp nhẫn inox vẫn được để trong két sắt. Hé lộ danh tính cô đào cải lương xinh đẹp, từng muốn cưới nam ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi làm chồng. Trong cuốn tự truyện Lột xác, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã từng tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt của mình với một nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng có tên là Tú Xương. Thời điểm đó, nghệ sĩ ưu tú Tú Xương được mệnh danh là viên ngọc bích của sân khấu cải lương thuộc cổ Việt Nam. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Lâm Khánh Chi cho biết, cô yêu thương Tú Xương vào năm 21 tuổi, thời điểm đã trải qua rất nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, biết rõ mình thuộc giới tính nào và muốn thử yêu một người con gái. Lâm Khánh Chi thừa nhận từng có tình cảm với nghệ sĩ cải lương Tú Xương nhưng chưa chuyển giới. Suốt quá trình tìm hiểu, Lâm Khánh Chi thừa nhận luôn muốn che chở, bảo vệ cho cô đào cải lương vừa xinh đẹp vừa tài năng,
Nhưng khi cả hai ở bên cạnh nhau, ca sĩ Lâm Chí Khanh, thời chưa chuyển giới, vẫn giữ chừng mực với Tú Xương. Đến thời điểm Tú Xương đề nghị kết hôn, Lâm Khánh Chi mới tỉnh ngộ và thấy rằng mình không thể nào thử làm đàn ông và làm tổn thương một người con gái mà mình thần tượng và trân trọng. Thực tế, dù viết tắt tên, nhưng Lâm Khánh Chi đã từng công khai danh tính của Tú Xương chính là một nghệ sĩ cải lương trong một bài phỏng vấn từ năm 2015. Liên lạc thêm với giọng ca Kẻ Cắp Trái Tim, Lâm Khánh Chi một lần nữa xác nhận Tú Xương chính là người mà cô nhắc tới trong câu chuyện tình đặc biệt, khó quên trong cuộc đời của mình. Tú Xương sinh năm 1977 và bằng tuổi với Lâm Khánh Chi. Cô là con gái thứ hai của đôi vợ chồng nghệ sĩ tuồng cổ Trường Sơn, Thanh Loan. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật từ năm 4 tuổi, cô đã học được rất nhiều câu thoại trong các trích đoạn cải lương. Thời điểm trước đây, Tú Xương là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất. Lâm Chí Khang sinh vào ngày 31 tháng 12 năm 1977, tính đến nay đã được 40 tuổi. Lâm Chí Khanh là một nghệ danh mới của ca sĩ Lâm Chí Khanh. Chị là một ca sĩ chuyển giới. Nam ca sĩ Lâm Chí Khanh có tên thật là Huỳnh Phương Khanh, đã từng được biết đến là nam ca sĩ khá trẻ, năng động và có rất nhiều live show riêng. Năm 2012, ở cái tuổi 33, Lâm Chí Khanh đã quyết định chuyển đổi giới tính và sống đúng với con người thật của mình. Trải qua rất nhiều khó khăn và đau đớn của nhiều cuộc đại phẫu tại Thái Lan, giấc mơ trở thành một người phụ nữ của Khanh đã trở thành hiện thực. Và từ ngày hôm nay, cô có một cái tên nghệ danh mới, đó là Lâm Chí Khanh. Với một gương mặt thanh tú, dáng người khá mảnh mai, làn da trắng mịn, Lâm Chí Khanh đã được đồng nghiệp và nhiều bạn bè xem như là một người đẹp, ca sĩ chuyển giới đẹp nhất ở tại Việt Nam. Nhiều người đã quen gọi Lâm Chí Khanh là một ca sĩ chuyển giới, nhưng trong tâm trí của mình, cô luôn tự tin vì mình là một ca sĩ thực sự. Các fan của cô cũng không ngần ngại gọi cô là Miss Lâm Chí Khanh như là một lời khen tặng cho một vẻ đẹp và nét duyên dáng của cô. Có được sự đồng ý từ phía của cha mẹ, thậm chí đã được các bậc sinh thành hứa ủng hộ về chi phí nếu như cần đến, Lâm Chí Khanh như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần vô giá để quyết định về một cuộc đại phẫu triệt để, thà đau một lần mà đau thôi. Thông thường thì những người chuyển giới sẽ lựa chọn thay đổi một phần cơ thể của mình, sau đó sức khỏe ổn định dần thì mới tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Lâm Chí Khanh đã được cảnh báo rằng cuộc đại phẫu này nếu như thành công có lẽ sẽ cướp mất của chị khoảng 10 năm tuổi thọ, nhưng với Lâm Chí Khanh đã quyết định đánh cược với sự lựa chọn của bản thân mình. Chị không muốn sống thêm 10 năm với những đau đớn, buồn tủi mà không được sống với giới tính thật của mình. Trước khi cuộc phẫu thuật đã diễn ra, Lâm Chí Khanh đã tiêm đủ các loại hormone trong một thời gian rất dài. Mỗi tuần, một mũi, ở vết tiêm này chưa hết đau, vết tiêm khác lại đến. Như mũi tiêm này đã khiến cho Lâm Chí Khanh muôn vàn khổ sở, nhưng mà cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể qua từng ngày với những nét nữ tính đôi khi hiện lên, Lâm Chí Khanh đã lấy đó làm hy vọng cho mình. Lâm Chí Khanh kể về ký ức hãi hùng mà cuộc phẫu thuật chuyển giới đã xảy ra. Tôi nhớ sau cái ca phẫu thuật, tôi đã bị hôn mê 3 ngày mới tỉnh. Trong lúc hôn mê thì nhịp tim của tôi đập rất yếu, các bác sĩ phải thường xuyên túc trực ở bên cạnh mà dự phòng những trường hợp xấu xảy ra. Sau 3 ngày thì tôi tỉnh lại nhưng không thể nào ngủ được, thức trắng 3 ngày 3 đêm. Khó khăn thứ 3 tôi cũng từng nếm trải trong một lần ngồi dậy mà để xuống giường ra hành lang để hóng mát, chân tay tôi thì bùn rùn. Mặt mày xây sẩm đã khiến cho tôi té đập đầu xuống nền nhà. Ai thấy cũng hoảng sợ. Trong thời gian phẫu thuật, một tuần lễ sau tôi mới đi cắt chỉ. Ngày thứ 7 thì tôi xin y tá uống một chai sữa vì được người nằm bên cạnh cho, y tá đã đồng ý. Sau khi tôi uống vào đã bị rối loạn tiêu hóa, bác sĩ khám và thông báo tôi đã bị nhiễm trùng. Thay vì một tuần được cắt chỉ, tôi đã phải đợi thêm 2 tuần nữa. Những ký ức về cuộc phẫu thuật này đã thay đổi cuộc đời trên đất Thái, là điều mà Lâm Chí Khanh không bao giờ quên được. Rất may là trong khoảng thời gian này thì nữ ca sĩ đã luôn có một người ở bên cạnh chăm sóc và đã tận tâm tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chị. Lâm Chí Khanh không phải là một cô công chúa được sinh ra với vương miện và nhung lụa, lượt là, thảm đỏ, hoa hồng cùng với một cuộc đời tươi mới và đầy hứa hẹn, nhưng chị vẫn xứng đáng với danh xưng của một công chúa đã tỏa sáng bằng niềm hạnh phúc khi đã được sống với ước mơ của chính mình.